gấp luôn. Quá đỉnh. Ôi xời. Mẹ con này. Kinh nghiệm kinh thật. Úi giời. Này. Con chó chết này. Con chó chết này. Mang ơi. Xúc nó đi bố. Úi giời đuôi nó quặn này. Mỗi lần mà con chân nó đớp mình ấy, là Mark có lại ấy lên quỳ chứ. Mắc cái gì mua cho nó? Ừ, có. Mơ mà, quay vào đấy xem là ở đây. Có mua thấy chuyện này không? Lên đấy chưa? Lên đây rồi, mua đây rồi á. Ui, 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 ui. Thật để ông tắt được hết cái đám này nhỉ. Nhìn nhìn nó bằng áp chân không? Còn hơn chú ạ. Còn hơn á? Rồi, không nhìn đoạn đuôi đó hết được, chả biết được. Con này nguồn nước nhanh phết đấy. Hả? À? Chú ơi, mày giúp xem nó có ép ở đâu. Có con nó ép ấy. Nó đừng. Ừ, những cái đám như này nó hay rút này. Đâu nó đi thế nhỉ? Út đi tìm đi, út ơi. Ấy, Quý ơi. Mắc đâu ấy? Đâu? Đâu à? Đây, ê. Ủa. Út đây. À. Mày hả bởi đấy. Cấp nhá.
Mà con né nó lại đỉnh ấy. Đừng đùa hai mắt. Thôi qua đây. Khi mình bị nguy hiểm là mắc chơi ngay ấy. Úi giời. Thôi con. Dã man rồi. Thôi. Con mổ nhanh được. Thôi. Tiếp tục nhỉ. Quý kia lôi lôi lên. Lôi lên. Mang về thôi. Bố vào thôi nhá. Đấy mọi người thấy. Sao nó đớp cả anh Quỳnh ấy. Cho lên. Ui lặn đi. Đấy, mọi người ạ, cu đen phát hiện ra thì sau một hồi thì mình với cu đen là xung quanh đã bè đớp này nhé. Ui, sợi, đẳng cấp chưa? Đớp luôn. Quá đỉnh. Ui, sợi. Mẹ con này. Kinh nhiệt, kinh thật. Ui giời. Cái đuôi nó cứ theo con ngoái này. À, đây là gì nhé? Vũa. Lấy điểm tựa để giúp người. Hàng là... Con mắc bước trước kia. Hàng gì? Ui dạ, ta. Úi giời, nó dọa. Mẹ, con chó này. Con chó chết này. Con chó chết này. Mắc ơi, xúc nó cho bố. Ui giời, đuôi nó quặn này. Ăn dấu đuôi đi. Đấy, mắc kìa. Mọi người nhìn đi. Mắc ơi, út đây. Út, út đi lại đây. Út lại bố sao. Ấy, mọi người đây. Ôi. Cái mặt tay mà con chân nó đớp mình ấy là mắc có lại ấy lên quỳ chứ. Nó nào vào. Giời. Bé đoạn. Bé đoạn hơi bị tẩm lạ. Ui, cứu con gì này. Đâu. À, không dám bố. Thôi con. Thôi, được rồi. Bắt được nó rồi thôi. Thôi nhá, không sủa đỡ mệt mà này. Không để ý là nó nương theo cái dòng ấy là mất. Mất. Mắc nó. Mắc nó là nó cắn được. Ờ nó may. Con này mắc. Mắc vào quá là cuốn tròn rồi luôn vậy. Mọi người thấy anh mắc của chúng ta. Anh chàng thợ săn. Anh chàng thợ săn. Anh chàng thợ săn Nịnh Bố. Yeah. Đấy, cứ mắc đi. À, à, à. Chó to đâu. À, cắn mũi lại. Ôi giời, nó cắn đấy. Mắc vậy. Ôi. Ui, ui, ui. Úi giời. Đớp mày. Mọi người có chân rừng thì nó phản ứng rất là nhanh. Mỗi lần nó đớp là mắc nó lại hỏng mũ xong. Úi giời. Đớp anh mắc. Ôi mắc ơi. Mắc ơi. Thôi con. Thôi đi vào đi. Quay vào. Mắc này. Đây. Ra ngoài đi. Con này nó đỡ đau lắm. Bắt đi, bắt đi. Hai xem hai chú cháu mày lôi ra sao. Ấy, vâng. Mọi người thấy chưa? Đây là chiến công của Mắc Y Khùng và bốn anh em nhá mọi người nhá. Ba anh em và Mắc Y Khùng. Đấy, một cái chăn rất là hung dữ. Mọi người kìa. Ủa nó thiết này. Mọi người nhìn này. Ủa nó vàng. Nó kéo ấy. À,
tổ vết kia. Đây có chưa? Đây. À, mày đuổi đớp tao. À, mồm nó há ra. Tao đuổi đớp. À. Mồm ấy chứ. À. À, ú cái mồm nó to chưa? Giờ ơi cái mồm. Con người tầm 12 cân hết rồi được con. Được. Con này phải 18-20 cân. Đi. Thôi mọi người nhá. Anh em mình đã bắt được một con này rồi. Thì bây giờ anh em mình tiếp tục quá trình đi săn ngày hôm nay. Mọi người xem video thì nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình cũng như ủng hộ cho toàn thể anh em trong team Sa Pa ẩm thực vùng cao nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Chào cả nhà nhá. Mày cứ để đấy là nó cuốn mày ấy. Đấy đang chuẩn bị cuốn. Đi. Đấy, túi này.